Hello, chào toàn thể anh em đam mê bay chim ha. Và chào mọi người đang xem video của mình luôn nha. Thì hôm nay em tiếp tục làm máy cho một ông anh Luân ở bên Long An ha. Thì bữa ảnh có lấy mình hai cái rồi. Hai cái máy hai kênh và hôm nay ảnh quay lại ảnh mua thêm một cái máy hai kênh nữa ha. Thì mình cũng mới vừa hoàn thiện xong nè. Mình chưa có gắn cái nút vô nè. Thì tí mình sẽ làm dấu rồi mình gắn cái nút vô và mình dán cái tem bảo hành rồi mới mình gửi ha. Giờ mình test máy cho anh em nghe cùng tham khảo luôn. Và cũng quên đó, mà mình cũng có nhận một hai cái dàn cơ của cái chú ở bên Vĩnh Long nè, chú Hiếu nè. Thì có gửi cho mình hai cái dàn cơ nè. Thì làm hai cái máy băng ha. Tại mình hết dàn cơ rồi, anh em nào có cần làm máy băng á thì cứ gửi dàn cơ lên cho mình sẽ làm cho anh em ha. Đó, hai cái nè. Mình sẽ gắn vô cái hộp này nha nè. Đây. Hộp này nè, hai cái nè. Và ổng cũng có gửi cho mình một cuộn băng gốc. Mình cũng đang sang nè, giờ mình tắt rồi anh em ơi. Một cuộn gốc mà sang ra bốn cuộn phụ ha. Giờ mình sang được một cuộn nè. Cuộn này không phải. Mình sang được một cuộn rồi. Rồi tí mình sang thêm. Giờ mình test máy này rồi tí mình gửi cho anh Luân rồi này luôn ha. Anh mua mình cũng 3 lần rồi. Hồi 2 năm trước là mua một lần là cái máy hai kênh cái mẫu trước á. Và hôm bữa thì mình cũng có quay lên cho anh em xem đó. Thì anh có lấy mình hai cái máy hai kênh. Và giờ lấy thêm một cái máy hai kênh nữa ha. Thì nói chung ra cũng cảm ơn anh em rất là nhiều nha, đã ủng hộ mình ha, đã tin tưởng và sử dụng cái máy của mình. Thì giờ mình sẽ test máy ha anh em. Thì nói chung ra cái lo thì mình để dưới đất nha, nói chung ra ở trong nhà nữa nghe cũng không được hay đâu, anh em cũng thông cảm. Giờ test máy nha. Con này là con mồi ở ngoài ruộng nè. Đang đấu nhau á. Còn cái cổng dưới là cái con mồi ruột của mình ha. Cái con mồi mà mình lúc trước mình quay lên cho anh em xem á. Cái con này là con mồi nhà nè, con mồi nhà mình nuôi lúc trước á, 6 năm á nè, mình thâu lại, mình đem ra ruộng mình thâu nè. Cho anh em nghe anh đoạn ha. Con này không bao giờ ai có trừ khi là mình đưa ra cho anh em thôi chứ mới anh em có thôi. Tại vì cái con này là con mồi ruột của mình luôn, mồi nhà luôn á, mình nuôi từ nhỏ lên luôn á, mình rồi mình thâu luôn á, chứ chỉ có mình có thôi, chứ trừ khi hoặc là anh em mình gửi cho anh em thôi mới có thôi, chứ ngoài ra không bao giờ có. Con này là mình ít khi nào mình đưa cho anh em lắm. Tại con này con mồi ruột của mình á, lúc trước bắt đổi ghê lắm. Anh em nghe nó ốc không, cái từ tung của nó là anh nghe, anh em nghe đây. Tung dài luôn, dài mà không bị nhỏ nha, dài mà nó đều tiếng. Mình thâu cũng 2-3 lần á anh em mới được á. Tại vì mấy đợt trước á, tiếng ồn nó nhiều quá. Người ta nói chuyện này, rồi chạy xe nữa. Rồi mình thâu cái đợt này mới không có tiếng xe, không có tiếng gì hết trơn nè. Chỉ có tiếng nhái bầu thôi. Tại mình thâu cũng dắt chiều quá anh em. Có tiếng nhái bầu nó kêu. Rồi mở lên hai cổng luôn ha. Con bên kia là con mồi ha, con mồi thâu cũng thâu ngoài ruộng đó của ông anh đó.
Thì video đến đây cũng kết thúc anh em ơi. Thì giờ mình sẽ ngưng video ở đây ha. Để mình sang băng này cho xong rồi mình sẽ dán cái tem bảo hành và mình làm dấu cho ảnh luôn. Rồi mình tí mình gửi luôn ha. Tí nữa nhân viên nó qua lấy à. Còn hai máy băng nó chắc ngày mai mới xong anh em ơi. Tại bữa nay nhân viên lấy không kịp đâu. Tại máy băng làm lâu hơn máy thẻ nhiều lắm. Máy băng là làm tầm khoảng ngày mới được hai cái đó, tại vì nó phải chế lại mấy cái bát đồ đầy đủ chứ, chế tùm lum chứ. Anh em thấy cái hộp đó không, phải chế cái bát chế gì đồ tùm lum lâu lắm, chắc ngày mai mới được gửi. Thì giờ mình sẽ gửi cho anh Lưng này trước ha, tí mình dán tem bảo hành lên. Rồi chào anh em ha.